chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Trên Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay trời tuyết rơi mọi người, tuyết rơi rất là dày nên mình mình mua được mấy con cua nè. Đó, nhìn ngon không? Mấy con cua này với lại mình làm bánh bột lọc mọi người. Nên là xin mời mọi người cùng ăn với mình ngoài tuyết xem có thú vị không nha. Xin mời mọi người cùng ăn với gia đình mình nha. Nhìn ngon đó mọi người, nè, đó. Cua tươi xanh luôn mọi người. Còn này là bánh bột lọc. Mình đã chan nước mắm rồi hết vô đây rồi. Dạ cho nó nhanh. Lạnh lắm mọi người, tranh thủ ăn. Lấy nấu nè con. Ôi lạnh. Go. Eat honey. You said that 5 times. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Why with the cream? Tuyết lăn rơi mọi người. Trời rất là lạnh. Giờ này khoảng âm 1 độ à. Look, cũng không lạnh lắm ha. You even got the snow to you. Yeah, it's snowing. But in the morning, I think it's more than now. Sáng tuyết này nhiều hơn, tuyết rơi dữ lắm. Hồi nãy thì đi thì nắng. Bởi nắng mà tuyết này nhìn vô nó chiếu quá, vô nhức mắt luôn á mọi người. Tuyết rồi. Next year we will meet snow. Thay đồ gấu quá. Đóng lên hả? Lạnh. Nói đồ kìa. You like it? Yeah, I bit my lip 3 times so far now. I don't know why when I eat this I bite my lip. Maybe my lip can't tell the difference. You are a big baby. Yeah. The sauce. For that. Okay. Let me open that. Cua này nó không có gạch như cua mình. Nhưng mà ngon lắm. Cái thịt nó rất là ngọt mọi người. Thịt nó ngọt sực luôn á. Thịt nó ngọt sực luôn mọi người. Lạnh bỏ mày. Lấy cái đồ mà kêu lấy cái đồ lóc lên có. Tao ngồi luôn mày. Nó lạnh sao chịu nổi. Chấm cho cái nước này nè. Chấm cho nước nè mọi người. Good. Ăn đi Thiện. Ăn đi có. Bẻ một con đi. Nó mua hai cái được à. Tien, I don't think Tien has ever enjoyed crab less. Honey. Ngọt sạch quá. Juicy. Juicy. Yeah. Ngọt dữ lắm mọi người. Thiện ăn đi con, làm gì vậy? Mẹ phải bớt con. Cái gì? Bóp sao mà nó bóp được? Thiện ơi, mày phục vụ mình nóng rồi mệt nè. No, dip that whole thing in there. Where's that crab cutter? Yeah. Đâu, đất. Cái ngoài cua ở đây như vậy đó mà. Cái ngoài nó bự cái càng luôn. Nhìn ngon lắm. Con này ăn từ đầu cuối thịt không hả? Con này ăn từ đầu cuối thịt không I think these things are freezing. Nó đông đá à? Really? See? Because it's sticky. Yeah. Yeah. It means they're freezing to death. Like yeah. Me. Ở đây mày chụp rác được không mày hả? Huh?
Thôi. Mày giật vỏ cua ở đây được mà. Cho gấu nó ra nó ăn hả? Gấu nó ăn. Thì rồi rớt, rớt đồ rồi kìa, coi chừng nó lùi dưới tiết là khỏi lấy về luôn nghe thiện. Cái nào mẹ? Yes. Hả? Cái nào lùi dưới tiết mẹ? Maybe if I drink more wine. Oh, khô khô. I'm so cold. Trời ơi tiết. Giờ tiết xuống dày rồi. Mm. 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 Chú xì ha. Cua mình hấp đó mọi người, hấp nên nó ngọt nước rồi đó. You should say hello with my. Hello. Xin chào. Xin chào. It's freezing. I'm cold. Thôi, đóng đá rồi, ông lạnh quá. This isn't like Ho Chi Minh City. Nó không như là ở Hồ Chí Minh, chi ở Sài Gòn. Cho cái càng nó dân cho ăn cái càng. Con ấy đi, đứng vậy nè. Bẻ cái càng đó đó. Càng nãy hả mẹ? Ừ. Nè. I'm glad I didn't wash these pants today. Wow. What, we won't be able to play railroad game today? No. I'm busy. Everybody's busy. Wow, you should see the snowflakes in here really stand out against your black hair. Mm-hmm. Mm. Wow, look. Ooh, where's my camera? Give me my camera, Tian. Yep. No, you have it. I don't have it. You have it. You put it away in your pocket. It's okay, honey. No, I want to take an art shot. Mm. Fucking hurts. Mm. Yeah, mỏi chân quá. Hold still. What you doing? What you doing? Make some weird? Huh? Oh, hold still. T, don't move. T, what? Don't move. Don't move. See? Look at that perfect snowflake. Look. Like flower. Yeah. Tuyết nó rơi trên cái nấu của mình mọi người, giống như là cái bông vậy. Đẹp lắm. Này không chịu gỡ thì khỏi ăn nha. Nha. Yeah. Here, here. Oh, honey, you're so messy. Mm. How about that? Good? Yeah, except it's a little icy. Wow. Con thứ hai, mọi người. Cái gạch nó béo lắm á. Ôi da. Mấy ngày trước ấm áp đi bà bẫy được nhiều á. Béo dữ lắm mọi người. À, béo. Ổ cha con này bị ốp. Nó vậy chứ không phải ốp đâu con. Nhiều nước lắm mẹ. Hả? Nhiều nước lắm á. Nước ngọt lắm thiệt ơi. Mấy kỳ trước đi trời nắng ấm áp á. Bẫy được nhiều á. Ăn mà không biết làm gì ăn nhiều. Nhiều quá ăn. Làm đủ thứ món. Cái này cái ngoe nè. Cái ngoe mà thịt vậy đó. Cua này ngoài thật dữ lắm. Ông nó cứ chờ gỡ.
gạch nó béo vậy lắm. Gạch này nấu bún riêu cua ăn béo, làm chả cua mọi người ăn mà ngon tê tái luôn á. Chưa hết nổi, thèm quá mà mai gửi cho ăn. Chưa hết nổi, tự làm luôn. Yeah. Chứ còn xong rồi á. Sao hả? Nhìn vậy? Lên đấy. Ôi da, nước này cho nó ngọt dữ lắm. Đây cua tôm nó tươi á, ăn đã lắm. Eagle. Uh-oh, he's looking at us. Some white. Đừng có cay mà. Why? Hold on. Miếng này ăn ngon. Mà sao đem cho cái ghế đi mới được. Mà không biết chừng còn tiếc nữa không đây. Năm nay không có tiết nhiều. Béo. Yeah. Người ta mà đi ngang ta chửi mình khùng mà. Kệ đi. Tao chửi chửi. Mỹ mà, quyền tự do mà. Little did I realize that we were eating crab in Ho Chi Minh City. That would be eating crab in Rango. My hands are really cold. Yeah, I'm so cold now. Oh, yeah. Good. Good crab. It is good crab. Yes. Stop. Thằng hả? Ông cười hoài. Lạnh muốn chết luôn vậy đó. Giờ thằng cua đông lạnh rồi mẹ ơi. Tay đít. Tay lại. Đào tay quá. Đi chân quá. Ta đi vô đây. Ta đi trực tiếp. Thế hả? This guy. Yeah. Shit. Go here. What are you doing? No. Over there. That's what?
How do you get that out? Yeah. Yeah, how do you get it out? We need that little thing. You. All right, bye. You got it. My fingers are too numb. Oh. That's empty. Yeah. Thanks, babe. Look at this now. Oh, I like this, by the way. I like it better than the old one. Yeah. Yay. Con què đó nha. Con què không mà nó vậy đó. Bự vậy nè mọi người. Mày đéo gặm vỏ không à. Gặm đi. Đó. Uống hết nước của mẹ đó. Chà ngon mẹ. Giờ chà nóng là mới ngon. Let me do. You know who likes eating crab like this is Joshua. Who? Your friend? Yeah. New Jersey. Florida. Ui da. Khô. Lạnh. Ui da. Okay, this is my last one, babe. My hands are getting... Này là cái gạch của nó mọi người. Gạch nó vậy đó. Wow. Thôi xì. Béo gì lắm luôn hả? Con không thích cái gạch của con cô này chút nào. Okay. I quit. My hands are like... My hands freezing. Cái gạch nó béo mà. Thằng này nó không có thích. Béo ngày ngậy luôn á. Here, baby, have some wine. Okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Should I go up and turn the truck around? T? Yeah. Okay. I'm going to go up there and turn the truck around. You want to come? Yeah. Or should I do it now? We'll wait for you. Mẹ. Vậy. Lát nữa đổ gió cô á. Mày đạp cái lỗ xong mày đổ xuống dưới. Mốt tuyết tan là hết vỏ cô luôn. Sao ạ? Con không biết. Bậy nè. Thêm gì đó. Đây mời bà xử xa rác. Ở Mỹ mà xử xa rác là chết rồi. Này là rác hữu cơ mà mẹ. Ngon quá. Lạnh chứ mà ăn ngon thiệt. Ăn ngon lắm mọi người. Thích con cua à. Ngoài này nhỉ. Bắt luôn em bánh bột lọc luôn. Bánh bột lọc. Tôm, thịt. Ngon. Ăn miếng chua chua. Hơi lạnh. Hành phi. Quên đây hành phi. Có mà hả? Kìa. Một quán bánh nè. Cái càng mà nó nhỏ xíu, nhỏ hơn cái ngoe á. Ừ.
mặn quá. Ok. Mặn quá mọi người ăn. Ăn hết nổi rồi. Ok, video clip của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo nha. Đừng quên like, chia sẻ clip và đăng ký kênh giúp kênh Cuộc Sống Mỹ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.